Chào đón những người nghe mang dòng máu quỷ đỏ đã đến với kênh YouTube của fan Manchester United tại Việt Nam. Đây sẽ là nơi mang đến tất cả những thông tin nóng hổi nhất của đội bóng thân yêu. Để ủng hộ kênh, anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Giờ chúng ta cùng đến với những thông tin nóng hổi của câu lạc bộ trong 24 giờ qua. Lý do Cavani và Luxor rời sân sớm, còn Pogba không thi đấu. Khác với những trận đấu trước, trên sân Old Trafford vào tối qua chứng kiến sự thay đổi người từ rất sớm của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer khi ông rút Luxor và Edinson Cavani ra nghỉ ngay đầu hiệp 2. Điều này đã khiến nhiều cổ động viên cảm thấy khó hiểu và mới đây, chiến lược gia người Na Uy đã lên tiếng giải thích về lựa chọn của mình. Solskjaer nói với BT Sport: "Cavani chơi tốt, nhưng anh ấy đã bị va chạm và đau ở mắt cá chân, nên không có lý do gì để chấp nhận rủi ro tiếp tục thi đấu cả. Hy vọng vết đau sẽ không sưng lên quá nhiều." Ông cũng có nhận xét và lý giải về trường hợp của Luxor: "Tất nhiên, chúng tôi đã có Alex Telles, người có khả năng yểm trợ và thi đấu tốt. Về khoảng cường độ, khả năng chạy nước rút và tốc độ cao, Luxor có đầy đủ những yếu tố này. Nhưng nếu anh ấy chơi trong hiệp 2 giống như cách Luxor chơi trong hiệp 1, rủi ro có thể xảy ra. Và có một vài cầu thủ mà tôi cũng muốn họ được ra sân, đó là Anthony Martial, Donny van de Beek, Daniel James. Đó là lý do tại sao các thay đổi được thực hiện." Ngoài ra, ông cũng giải thích lý do không dùng Paul Pogba. "Nó liên quan đến chuyện xoay tua giữa các trận đấu. Tôi nghĩ Paul đã chơi đến 9 trận trong một tháng, khá nhiều đối với một cầu thủ lớn rồi, và đội hình của chúng tôi cũng đã mạnh rồi. Tôi cảm thấy như đây là cơ hội để cho Paul nghỉ ngơi. Nếu chúng tôi cần, hiển nhiên là cậu ấy sẽ sẵn sàng ra sân." Thực tế, việc thiếu vắng Pogba cũng chẳng mang lại bất kỳ khó khăn nào cho Quỷ Đỏ trong cuộc đối đầu với Southampton. Tất nhiên, cũng phải kể đến tấm thẻ đỏ mà Dương Xanh đã phải nhận từ sớm, nhưng cũng không thể không khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của các cầu thủ United. MU có Roberto Carlos mới. Trong số những gương mặt tiêu biểu trong trận thắng giữa Xanh, Fred gây ấn tượng hơn cả từ khoảnh khắc Solskjaer rút Luxor ra nghỉ. Ông tung Donny van de Beek vào sân. Cầu thủ người Hà Lan chơi ở hàng tiền vệ và Fred chính là người đá chám vào vị trí của Luxor để lại. Thi đấu ở vị trí lạ lẫm, tiền vệ người Brazil vẫn chưa cực kỳ nỗ lực và cố gắng. Fred cũng là ngôi sao có đến 100 lần chạm bóng, nhiều hơn hết thảy những cầu thủ khác trong đội hình của Quỷ Đỏ. Sau trận đấu, thông qua một bài đăng của Fred mừng chiến thắng trên mạng xã hội, Bruno Fernandes đã ca ngợi đồng đội của mình giống với Roberto Carlos phiên bản mới. Rõ ràng, sự đa năng và dễ dàng thích ứng của Fred là chìa khóa cho những tính toán chiến thuật dài hơi của huấn luyện viên Solskjaer cho tương lai. Cổ động viên MU thất vọng với Van de Beek. Bất chấp chiến thắng vang dội và chứng kiến 8 cầu thủ khác nhau ghi bàn tại Old Trafford, một số cổ động viên của Quỷ Đỏ đã rất thất vọng trước màn trình diễn của Donny Van de Beek khi anh vào sân trong hiệp 2 thay cho Luxor. Anh thất bại 100% trong quãng va tranh chấp tay đôi và cũng không thể tung ra nổi một cú sút, đi bóng qua người, tạt bóng hoặc chuyền dài. Anh ấy đã không tạo ra nhiều ảnh hưởng sau khi vào sân và chỉ được chấm 6,4 điểm trên SofaScore, tệ nhất trong số các cầu thủ MU ra sân. Những cổ động viên của MU đã chỉ trích màn trình diễn của anh ấy trên Twitter. Đây là vài ý kiến trong số đó. Tài khoản TomRV7 nói: "Tôi nghĩ Van de Beek đã cho thấy lý do tại sao anh ấy xứng đáng phải ngồi ngoài dự bị trong trận đêm qua. Anh ấy đã có một số cơ hội để ra sân và giành lấy vị trí của mình, nhưng lại không tận dụng được bất kỳ một lần nào trong số cơ hội đó. Đối phương chỉ còn 10 người, MU đã ghi 5 bàn thắng trong hiệp đấu mà anh ấy tham gia và Van de Beek thì không liên quan gì cả. Van de Beek không biết phải làm gì, đứng ở đâu, chạy về đâu, anh ấy thật lạc lõng." Tài khoản United Forever thì viết: "Tôi không muốn phàn nàn sau chiến thắng 9-0, nhưng Van de Beek không đủ tốt." Tài khoản Raquit Ahasan cũng nói: "Thực sự tôi chán chả muốn đánh giá về màn trình diễn của Van de Beek từ những gì tôi đã thấy nữa." Tài khoản JuSSH7 viết: "Van de Beek bị mất tích trong trò chơi này rồi. Còn anh em hôm qua xem có muốn chia sẻ gì với Van de Beek không nhỉ?" Ban tổ chức Freiburg nói rằng VAR không bị lỗi. Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy trọng tài Maidin đang cố gắng quyết định xem Jan Benarek có cản Anthony Martial để thổi quả phạt đền hay không. Còn màn hình VR thì đang chỉ có một hình ảnh tĩnh duy nhất. Trọng tài Maidin được nhìn thấy đang nói chuyện điên cuồng với trọng tài điều hành phòng VR là Graham Scott, trong khi màn hình VR vẫn chỉ có một khung hình toàn cảnh đứng im. Sau đó, quyết định được đưa ra là quả phạt đền và rút thẻ đỏ cho Benarek. Điều đó đã dẫn đến những nghi ngờ của khán giả là màn hình VR bị hỏng. Nhưng ban tổ chức đã nói rõ rằng không có sai sót gì với công tác VR trận đấu này. Việc màn hình đứng yên là do trọng tài Maidin đã yêu cầu nhà cung cấp video HI giữ nguyên khung hình tại điểm tiếp xúc chính xác
để ông ấy có thể đánh giá toàn bộ tình huống trước khi đưa ra quyết định của mình. Southampton gạch mặt trọng tài Maidin. Trên sân vận động Old Trafford, thầy trò huấn luyện viên Hasenhüttl đã hứng chịu thất bại nặng nề với 9 bàn không gỡ, ngang bằng với trận thua thảm hại Leicester năm 2019. Ở trận đấu này, vị trọng tài điều khiển trận đấu là Maidin đã đưa ra những quyết định khiến giờ xanh tổn thất nặng nề. Đầu tiên là đuổi hai cầu thủ gồm Jankiewicz và Benarek ở những phút đầu tiên và những phút cuối cùng. Chưa hết, vua thẻ còn cho Man United hưởng một quả phạt đền, đồng thời tước bỏ một bàn thắng của Charlie Adam vì lỗi việt vị. Chính những quyết định này, chưa bàn tới việc đúng sai, đã đem lại thất bại không thể tiêu hóa đối với đội bóng phía Nam. Bởi vậy, theo thông tin mới được đăng tải, Southampton đang có kế hoạch yêu cầu trọng tài Maidin và Lee Mason không làm nhiệm vụ những trận đấu của họ trong tương lai gần. Trước trọng tài Dean, trọng tài Mason cũng đã tước bàn thắng của Danny Ings, đồng thời từ chối một quả phạt đền cho Southampton trong trận thua Aston Villa cuối tuần qua. Cùng với đó, đội bóng này cũng chỉ chấp nhận thẻ đỏ dành cho sao trẻ Jankiewicz và quyết tâm kháng án cho Benarek. Ngay cả huấn luyện viên Solskjaer của MU cũng cho rằng quyết định của ông Maidin là quá nặng tay khi vừa thổi phạt đền vừa rút thẻ đỏ đuổi người của Southampton. Chưa rõ ban tổ chức Premier League có chấp nhận những yêu cầu này của Southampton hay không, nhưng nếu thành công, nó sẽ tạo ra tiền lệ xấu. Và phải chăng Arsenal cũng nên làm điều tương tự với trọng tài Quét Bao Xuân? MU sở hữu hàng công mạnh nhất Premier League. Trước vòng đấu này, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ có hiệu số dương 10, nhưng chỉ sau một đêm, Quỷ Đỏ đã nâng hiệu số này lên thành dương 19, tương đương gần gấp đôi trong chiến thắng hủy diệt Southampton với tỷ số 9-0. Các chân sút được kỳ vọng nhất của MU như Bruno Fernandes, Marco Rashford, Edinson Cavani hay thậm chí Anthony Martial đều đã nổ súng. Thành tích này giúp tổng số bàn thắng mà Man United ghi được đến thời điểm này là 46 bàn, nhiều nhất ngoại hạng Anh. Những hàng công chứa rè như Chelsea, Man City hay Liverpool mới chỉ ghi được lần lượt là 35, 37 và 43. Thành tích của những câu lạc bộ danh tiếng khác là Leicester có 37 bàn, Leeds 35, Tottenham 34, Arsenal 27. Ở chiều ngược lại, hàng thủ MU không phải là xuất sắc nhất khi đã thủng lưới tới 27 bàn sau 22 vòng, đạt hiệu số dương 19. Man City đang sở hữu hàng thủ ở đẳng cấp hơn hẳn phần còn lại với chỉ 13 bàn thua, trong khi không có đội bóng nào để thủ ít hơn 20 bàn. Chia sẻ về chiến thắng 9-0 này, huấn luyện viên Solskjaer cho biết, bạn cần phải tận dụng cơ hội của mình trong trận đấu dù chặt chẽ hay cởi mở, bởi bạn không biết điều gì sẽ là yếu tố quyết định. Chúng tôi hơn ai hết hiểu rằng hiệu số bàn thắng bại có thể ảnh hưởng lớn. Chúng tôi từng mất chức vô địch vì điều đó. Danh sách đăng ký của MU cho Europa League. Man United đã bổ sung Amad Diallo và Phil Jones vào đội hình tham dự vòng loại trực tiếp của Europa League sắp tới. Huấn luyện viên Solskjaer đã không thể đăng ký Phil Jones cho danh sách đăng ký vòng bảng Champions League vì chấn thương, và trung vệ này hiện tại đã gần lấy lại tình trạng thể lực của mình. Diallo cũng đủ tiêu chuẩn để đăng ký tại Europa League vì anh mới chỉ ra sân đá cho Atalanta ở Champions League mà thôi. United sẽ gặp Real Sociedad trong trận lượt đi vòng 32 đội vào ngày 18 tháng 2 và tiếp đội đứng thứ 6 tại La Liga vào ngày 25 tháng 2 trong trận đấu lượt về. Nathan Bishop đã được thêm vào làm thủ môn thứ 4 của United. Mason Greenwood và Brandon Williams đã không được đăng ký vì họ đủ điều kiện để lọt vào danh sách B của câu lạc bộ. Các cầu thủ hạng B được định nghĩa là một người sinh sau ngày 1 tháng 1 năm 1999 và đủ điều kiện để chơi cho câu lạc bộ liên quan trong bất kỳ thời gian 2 năm không bị gián đoạn nào kể từ sinh nhật lần thứ 15 của anh ấy. Danh sách đăng ký gồm David De Gea, Dean Henderson, Luke Grant và Nathan Bishop ở vị trí thủ môn. Hàng phòng ngự là Victor Delop, Eric Bailly, Phil Jones, Harry Maguire, Luke Shaw, Alex Telles, Aaron Wan-Bissaka và Axel Tuan-Zibe. Hàng tiền vệ gồm Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Scott McTominay, Donny van de Beek, Juan Mata, Daniel James, Amad Diallo. Hàng công gồm Edinson Cavani, Anthony Martial và Marco Rashford. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.